Ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Mạnh Hải, sinh năm 1993, giám đốc công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay, Đào Chí Hào, sinh năm 1997, nhân viên công ty Golden, Trần Thanh Hương, sinh năm 1995, nhân viên thu hồi nợ của công ty Bamboo và 8 người khác là nhân viên công ty của các ứng dụng app để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, công an xác định có hơn 32 apps cho vay tiền online hoạt động với phương thức thủ đoạn đòi nợ theo từng cấp. Khách hàng không trả nợ bị nhân viên khủng bố bằng tin nhắn, cuộc gọi và lấy hình ảnh cá nhân cắt ghép làm hình đồi trụy, khỏa thân gửi cho người thân, gia đình. Qua điều tra, công an xác định nhóm cho vay qua app do Hải làm giám đốc, hướng dẫn và điều hành cho vay qua app thu hồi nợ. Chủ là người Trung Quốc thuê Hải điều hành nên bắt giữ Hải cùng 2 nhân viên. Ngoài ra, công an cũng bắt 3 nhân viên công ty Golden, 1 nhân viên thu hồi nợ của công ty Bamboo và 4 nhân viên của các app cho vay tiền. Trước đó, qua nắm tình hình không gian mạng, nguồn tin nhân dân cung cấp có nhiều quảng cáo app cho vay tiền online, không cần thế chấp, không làm hồ sơ vay, đánh trúng tâm lý người dân như giải ngân, thủ tục nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập, người vay chỉ cần dùng điện thoại di động tải ứng dụng về để cài đặt. Sau đó, người vay làm theo hướng dẫn mà không biết để vay tiền phải cho phép ứng dụng cho vay đó truy cập vào danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và thu thập thông tin người dùng thiết bị. Hình thức cho vay là chỉ thanh toán ngắn hạn trong vòng 7 đến 10 ngày với lãi suất cao.